Thưa quý vị, bước sang năm 2021, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá sẽ khôi phục mạnh mẽ sau cú sốc mang tên COVID-19 khi đã có vaccine và vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ. Tuy nhiên, thì thị trường cần nhiều thời gian để có thể cung cấp đủ nguồn cung đáp ứng với nguồn cầu hiện đang rất lớn. Và chính vì thế mà ngay lúc này, các dự án có đầy đủ pháp lý và trong giai đoạn thi công trở thành điểm sáng mà người mua ở thực lẫn đầu tư nhắm đến. Một trong những khu vực đang ấm dần ngay từ quý 1 2021 được người mua quan tâm là khu vực quận 12. Bởi đây là khu vực có quỹ đất dồi dào và hạ tầng kết nối đang dần hoàn thiện. Đơn cử là dự án BCT 2 Park, tọa lạc trên tuyến đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân. Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến cuối tháng 3 2021, tòa tháp 3A, 3B và tòa tháp 5 của dự án đã thi công đến tầng 12. Tòa tháp 4 đang thi công bê tông cột vách từ tầng 1 lên tầng 2. Còn tòa tháp 1 và 2 đã hoàn thành việc thử tỉnh tại cọc thử, chuẩn bị triển khai công tác thi công. Năm tòa tháp này được xây dựng trên diện tích 8,6 ha với tổng 2.446 căn hộ dự kiến được đưa ra thị trường. Các tòa tháp được thi công đúng tiến độ là bảo chứng cho tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án. Lý giải về sức hút của BCT 2 Park, nhiều khách hàng cho biết đây là dự án khu căn hộ chuẩn resort khi mà có đến 77% diện tích được chủ đầu tư ưu tiên cho cây xanh và chuỗi tiện ích như trung tâm thương mại, hai trường học nội khu, nhà công cộng, khu giải trí trẻ em, hồ bơi, gym, spa, công viên cây xanh. Mật độ xây dựng rất thấp, chỉ chiếm 23%. Đặc biệt, lần đầu tiên nét đẹp của ruộng bậc thang được chủ đầu tư mang vào cảnh quan dự án. Điểm nhấn khác biệt này được những người mua ở thực lẫn đầu tư đánh giá cao. Tất cả tạo nên sức hút cho PCT 2 Park, đặc biệt là với các gia đình trẻ, với mức giá mỗi căn tại đây chỉ từ 2 tỷ đồng. Mức giá này được đánh giá cạnh tranh so với các khu vực khác tại thành phố Hồ Chí Minh, đang ngang ngửa với các điểm nóng về thị trường căn hộ tại Bình Dương, nơi đang thu hút nhiều nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh tìm đến trong một năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, với lợi thế về quỹ đất, giá cả hợp lý và hạ tầng đang dần hoàn thiện, quận 12 nói riêng và khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh nói chung, hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.